Hi, welcome back. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là Scary Picture 3D. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Chapter 3 Sparkling India. Little fools. Oh, my fireworks display will blow their little attempt out of the water. Chuyển qua tựa game tiếp theo. Hello Ice Cream. Gary Ervin. Để bắt đầu từ level 7 nhé các bạn ơi. Bó chân ở đây rồi, không di chuyển được, không nhúc nhích được. Thế mình sẽ khởi động lại tựa game này.
Oh my god, chạy thôi. Vào đây bắt tôi đi. Ok, rất đơn giản thôi. Level cuối này thì hắn được tăng tốc độ chạy rất là nhanh. Thế chúng ta càng cần phải bình tĩnh để vượt qua những cái chướng ngại vật phía trước. Ok, thế là mình đã đi đến level 10 của tựa game này rồi. Check ra đây rồi nhảy lên cái ống khói này. À, không bắt được mình. Ok, thôi mình sẽ đi nộp nhiệm vụ. Thế là mình đã hoàn thành tựa game này rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là Scary Twin. Đầu từ level 8 đi. Khởi động lại tựa game này, tiếp tục một lần nữa khởi động lại thôi. Đây thì mình sẽ skip bỏ qua.
Con tài mở ra. Chuyển qua tựa game tiếp theo Inside.
Oh no 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 no. Mình bị ngã xuống dưới đây rồi. Ok. Tiếp tục nào. Mình được hồi sinh. Oh no. Mình ra sớm quá. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Classic. Classic. Nhiệm vụ của chúng ta cho tựa game này là đi giải mã những cuốn sách. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. You're doing fantastic. Good one. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. You got it. Doing fantastic. Hắn ta bắt đầu đuổi theo chúng ta rồi. Mình phải chạy thôi. Mình đã thu thập được hai quyển sách rồi. Cho dù chúng ta trả lời sai thì chúng ta vẫn nhận được quyển sách. Câu cuối bây giờ là bị che mất đi, vì thế là chúng ta không thể trả lời đúng được. Chúng ta cần tránh xa cô bé kia ra, bởi vì nếu không phải cô bé đấy là chúng ta sẽ bị bắt nhảy dây. Cuốn sách thứ ba. Tiếp tục chạy thôi. I have lost you. I don't like that. I am coming with you. Don't you like them? Oh no 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 no. Ok, mình đã bị bắt rồi, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Chôn quét Hollow Chu. Thank you.
qua tựa game này rất nhanh bởi vì mình đã từng chơi trước đây rồi. Suffer. Tựa game rất kinh điển. Mình không thích ăn cái giày này lắm. Hỏi chấm kìa. Oh no, mày giống hỏi chấm quá. Ok, không sao, mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng. Chris, mày đi giấu hỏi chấm quá chết luôn. Phản bản đầu tiên đến boss.
video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.